nhưng ngoài ra thì có ai trùng không ạ? Không đúng không? Không, không ai trùng cả. Em một trắng này. Tím, tím. Thế thì hai thằng lùa. Ây á. Con gầy nhỉ? Anh mua đùa với em đúng không? Chào mọi người, mình là Nắng. Bây giờ thì mình đang trên xe di chuyển qua để đón mọi người đi Tam Đảo. Thì bây giờ mọi người đang ở Bixi Thăng Long đợi, bởi vì xe là di chuyển qua khu Kim Giang nhà mình trước, xong rồi qua đấy. Nên là mình lên xe trước. Sau bây giờ thì qua Bixi, ở bên đấy thì có chắc là có anh Hiền này, có Slide này, có Tiểu Manh, có một số streamer nữa. Để bọn mình sẽ lên Tam Đảo chơi 2 ngày. Tức là bây giờ là 10 giờ sáng bắt đầu đi này, xong rồi là chơi ở đến buổi chiều, buổi tối, xong rồi trưa hôm sau bọn mình ăn trưa xong rồi mình sẽ di chuyển về Hà Nội, gọi là nghỉ ngơi đi chơi gần gần thôi, chứ không có gì cả. Bọn mình sẽ đi qua đó mọi người, xong rồi là chơi nhá. Mọi người đây rồi, lúc đầu hẹn thì đi đông hơn ý, nhưng mà gần đến ngày đi thì mọi người bận này bận kia, nghỉ hết. Nên là chỉ có người này người đi thôi. Tiểu Manh thì phải đi từ Thái Nguyên xuống tận Hà Nội, xong rồi sau đấy thì cùng bọn mình đi từ Hà Nội lên Tam Đảo. Ai dạy, ai thiết kế của đầu ấy? Anh định để giống hẳn tóc ảnh. Nhưng mà tại lúc mà ra đấy thì họ bảo là tóc anh chưa dày, nên là cắt nhọn thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà ok. Trông trẻ đâu nhá. Anh Hiền với cả Manh buồn cười cực, hai người cứ trêu nhau suốt cả dọc đường luôn. Còn mình thì buồn ngủ. Mình trước hôm đấy mình không ngủ được nên là lên xe mình đã ngủ một lèo luôn. Bọn mình đi từ Hà Nội lên Tam Đảo hết khoảng tầm hơn một tiếng thôi. Nhanh cực. Anh nhìn thấy như thế làm cái gì không? Làm cái gì không? Ngày xưa cái chỗ này nó gọi là trước mà. Nhưng mà cái công ty nó đăng ký bằng cái thương hiệu trước ấy. Nên là chỗ này là cái gì Tam Đảo. Lão ơi, nói cái gì đấy? Đấy, anh Hiền ấy cứ nói những câu tào lao ấy, xong rồi Tiểu Manh lại bắt bẻ. Thành ra là mọi người cứ trêu nhau suốt cả dọc đường đi luôn, vui cực. À đây đến rồi, thì chuyến này anh Hiền lo đặt homestay cho mọi người. Anh ấy đặt một cái homestay dễ thương cực. Đấy, tất cả những ngôi nhà này á, là người ta thiết kế theo hình tổ chim, xong rồi nhìn xuống núi. Ôi nói chung là dễ thương lắm, mỗi tội là xa thị trấn thôi. Tại vì là chưa đến giờ check in á, nên là bọn mình phải gửi đồ ở homestay, sau đấy thì book taxi lên trên thị trấn để ăn trưa. Tại vì xa lắm. Đấy thì bọn mình chọn được một cái nhà hàng cũng khá là to, khá là đẹp. Nhưng mà vào không có một ai luôn, có mỗi nhóm bọn mình thôi á. Chắc là tại không phải cuối tuần. Hôm nay đi xe đã chóng mặt rồi, giờ ăn chóng mặt nữa. Có cái bàn này thiết kế cho bên Nhật ấy, thì thường thì bên Nhật nó động đất ấy. Thì khi mà cái đồ ăn nó ở trên này này. Cái đồ ăn ở trên này thì nó tự cân bằng ấy. Em biết bên nước ngoài có mấy người bị run tay không? Người ta thiết kế ra cái thìa mà khi mấy người đấy run tay. Bạn để cho anh đấy, bạn anh. Có luôn á. Ừ. Xem thế là mọi người hiểu Hiền tào lao thế nào đúng không? Trời ơi cười điên luôn ý. Ăn xong thì bọn mình quyết định là đi cà phê. Bởi vì nếu mà về nhận phòng luôn thì chắc là mọi người sẽ đi ngủ xong rồi lười. Mình ngồi đâu ấy? Nên là quyết định chọn một quán cà phê ở trên cao. Đây là quán cà phê gió, khá là nổi tiếng. Tề view đẹp cực luôn. Mỗi tội là hôm bọn mình đến thì trời hơi nắng. Còn đồ uống ở đây thì cũng... Đây là Blue Ocean. Nice. Ui, chắc lẽ ôi nhận. Ui, các chị uống thử. Đây là cái gì? Mojito Việt Quất. Ấy nhưng mà cái cốc Mojito Việt Quất của thằng Hưng nó ngon hơn cốc Blue Ocean của mình á. Xong mình trêu là đủ nhá. Xong rồi nó cũng ok. Nhưng mà nói đùa vậy thôi chứ ai làm thế. Mình vẫn uống cốc Blue Ocean của mình thôi. Cũng khá là mát lạnh, ngon, nhiều mùi bạc hà. Đây là view của quán cà phê mọi người, đẹp không? Đây là lý do tại sao mà quán đông khách đấy, mặc dù là giữa tuần với cả trời nắng ngoại trưởng. Cà phê cà pháo xong thì bọn mình về homestay để nhận phòng. Homestay rộng lắm, có cả bể bơi các thứ, đi mỏi cả chân. Bọn mình chia thành hai phòng, một phòng nam với cả một phòng nữ. Đây là phòng nữ của mình với cả Manh. Ôi, em cháy. Thương. Ê à. Ê à. Ê à, thương. Ủa, cái view của em này. Anh có muốn đổi không? Em xuống dưới kia cho anh lên đây. Hợp lý. Đổi đấy. Chị được tắm rồi. Tắm lên đây. Xong rồi mình sẽ khóa, mình cắt điện nhà tắm đi. Đây là cái gì? Đây là cửa sổ à? Sổ. Ê, về phòng bên này hình như là hơi xa với phòng bên kia đúng không? Xa. Thế có gì đấy? Có giường này. Vâng. Nhìn để cho đẹp. Ôi, nhìn đẹp quá chứ. Nhìn đây. Quên. Ơ kìa, mình ế mà cái phòng mình nó nhìn thẳng ra cầu tình yêu luôn ấy. Quá đáng. Đây là phòng của mấy cô trai. Phòng này thì có hẳn 2 tầng liền to, rộng với cả đẹp hơn phòng của mình. Tại vì đông hơn mà. Bọn mình nhận phòng xong á, là bọn mình ngủ một mạch đến tận tối luôn. Giữ sức để tới còn đi ăn đi chơi tiếp.
Lúc đầu là bọn mình định đặt BBQ ở homestay cơ, tức là mình sẽ ăn uống nhậu nhẹt ở homestay luôn, mình không phải đi đâu cả. Nhưng mà suy đi tính lại lười quá nên là quyết định là book xe xong rồi là vào thị trấn để ăn luôn, đỡ phải nướng thì làm. Tại vì là bọn mình có hẳn 7 người nên là đi đâu cũng phải book taxi hết, chứ nếu mà được đi bằng xe máy thì chắc là sẽ thích hơn đấy. Vừa vào tới trung tâm thị trấn là bọn mình nhìn thấy quán này đầu tiên, thế là ngồi luôn, không có đọc một cái review nào, không có tìm hiểu một cái gì luôn á. Ham vui thế là ngồi luôn thôi, tại vì cái quán này nó ở vỉa hè, nó đông vui, nó nhộn nhịp mà nhìn nó rất là nổi bật. Sau rồi ngồi ngoài trời kiểu cái thời tiết ấy, sao nhỉ, buổi tối nó kiểu hơi mát mát ấy, ngồi như kiểu ở Đà Lạt luôn mà thích lắm. Anh ơi, bao giờ đồ ăn ra thế à? Em ui kiện. Thôi đi về đi. Phải nói là đồ ăn ở đây khá là dở ấy. Mặc dù là anh Hiền với cả Manh đã chọn rất là nhiều món để mọi người thử, để xem là món nào ngon, món nào không, món nào vớt vát lại được. Nhưng mà không, món nào nó cũng kiểu tằng tằng, nó không được ngon lắm ấy. Nhưng mà không sao, vẫn ăn được. Thế là quan trọng là ngồi đây thì nó thoải mái, nó dễ chịu, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ. Thế là ok rồi. Ăn xong thì tìm chỗ để chơi. Ở Tam Đảo thì có rất là nhiều bar, nhiều pub luôn. Nhưng mà bọn mình đã được dắt đến cái pub này, tại vì cái style của nó khá là trẻ, hợp với cả bọn mình, nhạc lại còn hay nữa. Anh Hiền bảo là muốn tìm một chỗ ở đấy ngồi để nghe nhạc, uống rượu chill chill. Nên là bọn mình quyết định là đưa anh Hiền đến đây để cho anh Hiền vui. Anh Hiền thôi. Bọn mình 7 người uống hết khoảng 2 chai thì phải. Lúc này là khoảng 8 giờ thôi, tại vì bọn mình vừa ăn tối xong là bọn mình vào luôn. Nên là cái pub nó chưa có khách, nó chưa có ai cả, có mỗi bọn mình luôn. Với cả có thể là do bọn mình đi vào giữa tuần nữa nên là nó hơi vắng vẻ. Mình nghĩ là Tam Đảo mọi người sẽ đi thường sẽ vào cuối tuần nhiều hơn, bởi vì đi từ Hà Nội lên nó gần ấy, nên mọi người sẽ kiểu tranh thủ cuối tuần mọi người đi chơi. Chứ chả có ai như bọn mình đi giữa tuần đâu rồi đấy, tự chơi với nhau thôi, đâu có ai chơi cùng đâu. Nhưng mà không sao, vẫn vui là được đúng không ạ? Nghe nhạc chán thì bọn mình đi về, bọn mình đi ngược lại ra công viên ngồi nghỉ một xíu để còn đi chơi tiếp. Đoạn này thì mình với cả anh Hiền trêu nhau là có mày quay đấy, anh là người chơi team của em để cái like, kiểu là mãi mãi là bạn bè ấy. Buổi tối ở đây mọi người ra chơi đông vui lắm, mình nghĩ là cuối tuần nó sẽ còn đông vui hơn nữa cơ. Ở đây thì còn có một cái chương trình ca nhạc, là người ta sẽ có loa này, có mic này, xong người ta sẽ bật beat cho mình hát với giá là 10.000 một bài. Và hôm đấy bọn mình đã hát hết 10 bài, hết bài này đến bài khác luôn. Uống có 2 chai xong rồi thay phiên nhau hát, thế là dã hết cả rượu luôn ạ. Mưa càng rơi nhiều hơn hai mưa vẫn cứ tuần. Còn đây niềm đau khi ta rời xa nhau. Nói cho anh vì sao em không ra đi. Mùa yêu đầu tiên. Thật sự thì lâu lắm mình mới có cái cảm giác này, không khí thoáng mát, xong rồi mọi người cùng nhau hát, chơi cùng nhau, vui lắm. Vẫy tay xin chào, nghẹn ngào gặp lại ngay sau. Thương nhớ nhau, lòng ngập ngừng, không muốn rời. Vô vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều trong gai, kênh gừng lên, dù mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Tới hai phương trời, dù nghìn trùng, dù xa xôi, đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời. Gió mang bạn người luôn sát bên, âm thầm gió nhìn theo. Tay nắm chặt gần đầu cười, tim khắc ghi mãi như ngày hôm qua. Yo. Đôi khi bên em tơ ngay, ta rằng là mình đừng nói ra. Em còn tim trinh nguyên phương, tình say chất ngất. Dù đủ học phai mắn, em hờn em dối, em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, tha rằng mình đừng nói ra. Để mai nay bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Hát xong rồi thì bọn mình về nhà để chuẩn bị cho tăng 4. Tăng 4 này thì bọn mình quyết định là ở nhà chơi bài uống rượu thôi, mua vài chai rượu về. Đấy thì bởi vì như thế nên là mình với cả Manh quyết định là sẽ tắm rửa trước, xong rồi là gội đầu, tẩy trang, skin care cẩn thận hết rồi để chơi tới bến luôn. Nếu mà có say á thì cứ thế là đi ngủ, chứ không cần phải lo lắng suy nghĩ, không cần phải tắm hay là tẩy trang gì hết á. Tất cả người chơi sẽ đồng thời nêu lên màu sắc mà mình yêu thích, người nào trùng với nhau thì phải uống, nếu không ai trùng thì bạn phải uống. Đếm 1 2 3. Đếm đâu chết chậm nhất.
Ôi trời ơi. Nhưng mà ngoài ra thì có ai trùng không ạ? Không nữa. Không, không ai trùng cả. Em mà trắng này. Tím tím. Thế thì ai tặng lúa? Ây á. Gầy à? Anh mua đùa với em đúng không? Đúng thì nói. Mày quá. Này. Không không, Điền lại phải cuộc chơi rồi. Điền bị lại cuộc chơi, bà lá bài bỏ luôn. Đây đây đây. Nó để sữa này đi. Để sữa đi. Để nhiều đấy anh. Tôi đổi đây, tây này. Mày yếu quá. Xin lỗi, đọc to lên. Xin lỗi mọi người. Nhưng mà tất cả nam muốn. Uống đi, uống đi, uống đi. Cái này phải có đá. Nào, lại đá đông đúng thì được ấy. Gì ấy? Xin lỗi Hưng. Ai nhỏ tuổi nhất à? Hay là gì ấy? Là... sinh từ năm 2000 trở về. Có mỗi Hưng luôn đúng không? Có mỗi mình thôi. Ai hay nhận mình 2K5, 2K2, 2K1 đây nhỉ? Không, tao không biết đâu, tao không chỉ có 2K đâu. Khổ thân. Khổ thế. Đây, đến lượt em đấy. Để mua chung với bóc lại. Cái này gì thế? Trả thù lại đi. Chữ tự tôi uống này, tự tôi uống này. Một từ bất kỳ trong suốt quá trình chơi nói ra từ đấy sẽ bị uống. Sợ bị uống bất kỳ, ai không nói là sẽ phải uống á. Kiểu uống này, bốc này, hay là ăn này, rượu này. Đúng rồi. Tiếp, tiếp. Tiếp, ok. Bắt đầu từ bây giờ nhá. Rồi, ok. Theo. Nói lên một điều gì đó về bạn. Yeah. Thật hay giả tùy bạn. Yeah. Tất cả người chơi sẽ lựa chọn tin hoặc không tin. À, chết rồi. Người nào đoán sai sẽ phải uống. Thế là ông là chủ trì rồi, ông nói một điều bất kỳ. Nếu không ai uống thì bạn sẽ uống. Ta nghĩ cái gì cho nó khó khó một tí. Mình từng ngủ với ba người. Đấy đúng rồi. Tôi cứ gọi ý. Three some for some. Mình từng là chung chuyện. Có nhớ chưa? đoán đi, bắt đầu từ không? Thật hay giả? Thật hay giả? Đúng mà, bạn thân luôn đấy. Đúng rồi, kiểu mọi người phải theo slide á. Đéo tin nào, đéo tin nào. Rồi, tiếp nhá. Rồi, tiếp nhá. Anh uống đi. Tôi tin. Anh uống đi, anh vừa nói từ cấm đấy. Sao mọi người tin thế nhỉ? Trời, chỉ chắc phần ra luôn. Eo ơi, đời luôn đi, để ý ra ba luôn, không ai nhớ luôn đấy. Chết luôn. Không, em vừa mấy lần nữa. Rồi. Theo mọi người sao? Đến anh có tin hay không? Không tin. Anh không tin. À không, anh tin. Em... Tôi không tin. Đây không tin này, đây tin em à? Từng nghe Ghiền có kể về cái thời mất dạy ngày xưa nhưng mà em không biết là có đến mức trùng trường hay không. Nên là em đang nghi ngờ. Nghi ngờ đông nghi à? Nghi ngờ anh không. Nhưng mà em tin. Em không tin. Không tin. Tin nào được? Tin nào? Tin. Tin này. Không tin. À, những người nào mà tin đủ. Theo nào vừa mới rót xong à? Bởi vì là đợt quá tin người. Đợt năm cấp 3 thì công nhận anh đánh nhau các thứ cũng nhiều nhưng mà không đến mức trùng trường. Không đến mức trùng trường. Anh còn chưa. Có những ai tin đấy? Ờ, anh cũng chưa. Em, anh với cả thằng này. Tin tìm người vừa cơ đơ. Người nào có mang khuyên tai thì uống. Ôi, mày chết. Khuyên tai thì uống à? Ai hai cái thì uống hai ly. Tất nhiên là em thấy cái á. Em bị nhiều lắm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tính là 1 cái thôi, tính là 1 cái thôi. Em 7. Ừ, em 7 luôn. 7 cái là 7, 2, 14 à? Không, vừa đưa đây. Đây, hai chị em uống chung ly này. Hai đứa kiểu bằng nhau thôi mà. Ghiền uống ly này. Mỗi đứa một nửa. Ừ, mỗi đứa một nửa. Ghiền uống ly này. Đây, tình cảm của Manh uống chờ nhiều, chị uống bao nhiêu? Mỗi đứa một nửa. Tình cảm của Manh uống chờ nhiều mới sao chứ? Nhấp môi thôi, còn chừa lại cho chị nhé. Bây giờ tình cảm của Manh. Theo chiều kim đồng hồ, trong 3 giây, người chơi sẽ đọc một số bất kỳ không được trùng nhau, nhưng phải là bội số của 3. Người nào không đọc được hoặc đọc sai thì phải uống. Chuẩn bị. 1, 2, 3, 12. Tiếp đi. Tiếp đi. Anh vừa nói cái gì ấy? 12. Không, trước. Cái gì cơ? Trước, cái đúng gì rồi, đi? Đúng rồi, cái gì đi. Nhớ cứ ở đi chơi đùa nữa. 9. Tiếp. 27. Vừa nói xong cứ tiếp đi. 32. 32. 32. 32 còn chết cho bà. 32. 32 à. 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 32
đây 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 ly em đây, hai anh em mình. Em nhầm chia cho 4. 32 à? Thôi mày đừng có nhầm. Liệu. Rồi, mày vừa học xong luôn á. Eo ơi, kích không phải tin được luôn ấy. Kích tưởng nguy hiểm nha. Chúc mừng em, bản thân mình phải uống. Cái gì ấy? Ai có nhuộm tóc thì uống. Ôi, đấy. Ôi, em đưa tên một lần. Đẹp có. Vẫn là nhuộm. Nhuộm tóc màu thôi, chứ ai tính tóc đen. Ai của anh. Cái gì đấy? Anh đã uống không? Uống uống anh lại vào trong này, anh đừng có ra đấy tí mà em ngủ á. Anh xem nhìn nó có nhiều nhiều ấy à? Thì uống nữa thôi. Nhiều quá, nhiều quá thì uống nữa một hơi. Nữa thôi. Biến sau một hơi là được rồi. Ai ép đâu mà. À, nhức đầu thế Hưng ơi. Người bên trái của bạn sẽ phải uống. Nhức đầu thế, nhức đầu thế Hưng ơi. Lại phải lấy nắp rồi. Em phải đủ chua. Để cho người ta nắp đi. Đen ra. Chồng Hưng bóc lại người bên phải của em. Em ơi đừng chúc khóc. Mừng Hưng. Em khóc rồi. Em ơi đừng khóc. Hơi nhiều tí. Hưng ơi. Bên phải uống nhá. Tất cả nước uống. Thôi để anh uống cái này. Xùi đá, xùi đá. Uống này không? Bỏ đi. Tiếp đi anh ơi, tiếp đi. Tiếp, tiếp ok. Tiếp đi anh trở lại đi. Anh uống, chơi tiếp rồi. Tiếp. Chơi hết bộ này nghỉ thôi. Mới nói cái gì đây? Anh ơi, hai người luôn, Hưng nữa nhá. Hai người luôn, Hưng nữa nhá. Ủa anh em nói từ cấm à? Mình tôi dính ba phát liền nữa, tôi vừa dính xong nhức lại luôn. Mẹ nó chọn từ thâm thế. Mày không chọn từ uống ấy. Rồi tiếp. Rồi tiếp. Giờ em đấy. À Hưng, vừa nói gì? Vừa nói gì? Hai thằng. Xùi thế, xùi thế, xùi thế. Tinh ý, tinh ý. Xùi thế, xùi thế. Xùi quá. Xùi thế. Nghe được để tao cũng nghe chứ. Để còn nhắc nữa. Ngày thứ hai ở Tâm Đảo, bởi vì hôm trước chơi hơi sâu ấy nên là hôm sau mình đã ngủ phát tới tận trưa luôn. Mình với cả Manh hai đứa không dậy nổi luôn mà, cháu nó mệt. Xong chưa vậy? Mọi người bắt đầu chạy lại ôm không chứ. Ôi bé qua ngủ dậy mệt vãi chưa. Bé ơi chơi đủ rồi. Bước về rồi đấy. Dạ. Anh ngủ 3 giấc rồi. Anh ngủ thêm được 3 giấc từ lúc anh mới bắt đầu ngủ dậy đấy. Tại vì là ngủ đến trưa mới dậy nên là bọn mình check out luôn. Xong rồi là book xe đi ăn trưa. Hôm nay thì Manh quyết định là ăn ở Thác Bạc. Thì đây là Thác Bạc. Hình như là nó rất là dài nhưng mà bọn mình chỉ đi loanh quanh ở phía trên thôi. Vậy ăn ở đây luôn để đỡ phải đi bộ nhiều ấy. Đây bọn mình chọn quán này, nhìn nó đơn giản sơ sài, thậm chí là nó còn chả có khách. Nhưng mà thực sự là đồ ăn rất là ngon ấy. Từ lúc bọn mình lên Tam Đảo thì đây là quán đầu tiên mà bọn mình ăn thấy ngon như thế. Nó ngon nhất luôn trong những cái quán mà bọn mình đã được ăn. Nhưng mà mỗi tội là đồ ăn ra lâu quá, bởi vì là ở giữa tuần ấy không có nhiều nhân viên, có mỗi chị chủ quán chị làm. Hay bọn mình ngồi uống nước dừa nói chuyện hết chuyện này chuyện kia rồi đồ ăn nó mới ra. Nhưng mà đồ ăn thì rất là ngon, ai cũng khen xít xa, nhất là cơm lam, quả thơm cực. Ăn xong thì mọi người đi loanh quanh để mua quà về. Có rất là nhiều đồ lưu niệm với cả bánh kẹo, chè, trà các kiểu để mang về quà. Tại vì cũng chưa đến giờ về luôn ấy, nên là bọn mình quyết định là ngồi cà phê để chờ xe. Nhưng mà chờ lâu ơi là lâu luôn, hôm nay xe đến muộn hơn so với cả dự tính. Nhưng mà được cái là quán cà phê rất là đẹp, mình có thể từ trên này mình nhìn xuống được thị trấn Tam Đảo. Sau rồi nhìn lên thì có núi, rừng, mây, trời ơi nó thơ mộng lắm. Tranh thủ là hít nốt cái bầu không khí ở Tam Đảo trước khi về với Hà Nội sô bồ khói bụi, quay trở về với công việc. Cuối cùng thì xe cũng tới, mỗi tội là cái đoạn đổ đèo ấy lắc qua lắc lại mệt điên luôn ý. À đúng rồi, Manh dừng lại ở Nội Bài để đi về Thái Nguyên cho gần. Còn bọn mình thì lại bye tiếp. Bye bye. Bye bye. Gặp một chuyện ở chuyến Đà Lạt. Ui. Rồi thì về trên xe. Bye bye mọi người nhá. Bye 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 mọi người. Hẹn gặp mọi người vào 21 tháng 10. 21 tháng 10. Chuyến này đi có 2 ngày 1 đêm thôi nhưng mà thực sự rất là vui ấy. Tại vì bọn mình chơi hết mình, bọn mình xả stress để quay trở lại với công việc. Nên là hy vọng sẽ có những cái chuyến khác giống như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.